Hello, điện tử Tám Hoa, Chí Linh, Hải Dương xin gửi lời chào đến các bác và anh em. Vâng, trở lại video clip buổi trưa ngày hôm nay ngày 5 tháng 3 năm 2022. Vâng, thì bên em vừa xuống một lô hàng loa Mỹ về đường công. 3 cặp PV, 2 cặp JBL và 2 cặp Yamaha và 2 cặp EV nguyên thùng xốp này. Đấy. Vâng, trong kính các bác và anh em đây em giới thiệu đến các bác và anh em một đôi loa siêu khủng long của PV. Đấy, một đôi loa siêu khủng các bác anh em nhá. Đấy, cặp này thì những anh em đi làm sự kiện, những bác làm phòng trà quán bar sở hữu cặp PV DTH4215. Bát được sở hữu từ 22 côn 100, 1 mít tép kèn này. Tép này cũng được sử dụng từ 22 côn 100 các bác anh em nhá. Đấy, một đôi loa đẹp xuất sắc. Đấy, hàng về đường công thì không có cái vết chảy xước nào các bác anh em này. Đấy, thùng gỗ sơn cát. Đấy, sơn sần cát. Chiều sâu của thùng họ thiết kế cái chiều sâu khoảng 74 đến 75 cm. Chiều cao của thùng thì nó rơi vào khoảng tầm trên 1m1, khoảng mét trên 1m1, 1m2 các bác anh em nhé. Chiều ngang này khoảng 44 cm. Đấy. Đặc biệt trọng lượng cân nặng của thùng này nó rơi khoảng tầm dưới 70 kg, trên 60 kg các bác anh em nhé. 60 trên 60 kg mỗi thùng này. Đấy, một cặp loa phải nói là siêu khủng của PV. Đấy, hàng đẹp xuất sắc, zin nguyên bản hết các bác anh em này. Đấy, như mới các bác anh em nhé. Rồi, hàng vừa về các bác anh em này, vừa xuống, bên em vừa xuống này. Đấy, PV. Model của sản phẩm là DTH4215. Đấy, công suất rất khủng các bác nhá. Đấy, công suất tối đa 1200, đánh ở chế độ trung bình 600W. Đây là một cặp loa được sản xuất tại Mỹ, Made in USA. Đấy, thiết kế hai cổng jack Neutrik. Đấy. À các bác này. Đấy, hàng về đường công đẹp lắm. Đấy, đẹp zin nguyên bản các bác nhá. Cặp này tiếng bát của nó thả phải nói là cực sâu. Đấy, tiếng bát của dòng này nó đánh thì phải nói là uy lực. Và zin nguyên bản đẹp xuất sắc nhá. Loa này thì báo cáo các bác chỉ còn thiếu thùng xốp thôi, rất là đẹp, mới. Đấy. Sử dụng 2 bát 40, từ 22 côn 100. Tép này cũng được sử dụng từ 22 côn 100. Đấy, bao zin bao đẹp cho các bác và anh em. Với cặp loa này thì bên em báo giá để các bác anh và anh em tiện cân đối về mặt tài chính. Đó, giá 44 triệu. Vâng, giá 44 triệu cho một cặp loa Mỹ TV DTH 4215, sở hữu 2 bát 40, một dòng loa full đôi của TV. Đấy, hàng đẹp, phải nói là cực đẹp với một cặp loa PV. Đấy, trọng lượng cân nặng mỗi thùng này rơi khoảng 6 trên 60 kg mỗi thùng. Họ thiết kế này bên trên một cái hống quay vận chuyển, bên dưới một hống quay vận chuyển các bác nhá. Đấy. Đấy, hàng về em chỉ mới bóc dưới bóng thôi là các bác này. Đấy, hàng đẹp xuất sắc. Đấy, hàng đẹp xuất sắc các bạn nhá. Ở đây là những cặp loa full đôi, full đơn nhá. PV SP1G này. Bát 40 từ 22 côn 100. Tép này cũng được sở hữu từ 22 côn 100 này. Đấy, cặp PV PS1G này bên em cũng chào bán với giá là 23 triệu 500 nhá. Giá 23 triệu 500 cho một cặp loa TV này. Full đơn các bác nhá. Cặp full kép này thì là giá 44 triệu. Đấy, giá 44 triệu. Đấy, các bác anh em có nhu cầu liên hệ cho bên em. Số điện thoại bên em là 0974637646 và 0918249265. Đấy, hàng đẹp xuất sắc. Bát 40. Đấy, màng bát này. Đấy. Họ thiết kế tới 6 lỗ thoát hơi mặt trước các bác nhá.
6 lỗ thoát hơi này. Họng của tép là họng 100. Đấy, loa về chưa lau chùi các bác nhá. À, giá 44 triệu. Tiếng bát dòng này nó thả phải nói là cực sâu luôn. Đấy, họ thiết kế một cái thùng có cái chiều rất là sâu rồi. Đấy, một cặp loa đầu gấu của Hi-Vay.